Nathan Lee không thích cách xin lỗi của ekip Thủy Tiên và chưa muốn kiện cáo. Trong buổi ra mắt MV Tuy Nhiên của mình, khi phóng viên đề cập đến việc Thủy Tiên thời gian qua có hát ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng trong một buổi biểu diễn trong khi Nathan Lee đã mua độc quyền, nam ca sĩ khẳng định đã nhận được lời xin lỗi, tuy nhiên lại không từ chính chủ mà một người khác trong ekip. Hiện anh chưa có động thái liên quan tới kiện cáo vì nếu muốn kiện thì rất dễ. Có một cái anh không thích nữa, đó là để cho người của ekip gọi điện xin lỗi anh, mặc dù anh không biết họ là ai và anh đang ở nước ngoài. Nên cái chuyện sai thì họ đã nhận sai với anh, họ đã xin lỗi và họ đã nói là bây giờ họ biết. Nên là khi mà người ta xin lỗi, mặc dù đấy không phải một câu xin lỗi chính chủ, nhưng mà anh không phải là người mà anh muốn mất nhiều thời gian đúng là không có xứng đáng. Nên là tạm thời đến thời điểm hiện tại thì anh chưa có động thái gì liên quan đến việc kiện cáo gì hết. Nhưng mà nếu muốn thì cái chuyện kiện nó rất dễ.